Tao có đâu, quay video kể anh tới một chút, đại ca bảy mài cho anh ăn. Cá bảy màu ăn cá gạch. Cá bảy màu nhóc luôn. Với một bịch thức ăn. Có đi chuột. Thuốc. Thay môn. Cái mẹ này ạ. À. Ăn cho cá ăn. Cái mít. Đây là bạc hà. Bạc hà nhà chồng đây, tốt quá trời luôn đây nè. Tốt quá trời tốt luôn. Nè nguyên cây ớt bự nữa nè. Này là phai môn. Đây là cây thuốc. Cây thuốc đuôi chuột. Tốt quá đây nè. Đây là cây phai môn nè. Phai môn cũng tốt nữa. Đây là cá bảy màu. Quá trời cá rồi. Rồi để nhiều quá rồi. Bạc hà. Đây nè. Quá trời cây ớt không? Cây ớt tốt thấy sợ chưa? Trái kìa. Bạc hà. Xem cái nào ăn chút. Ui da. Su su nè. Su su ăn. Vườn nhà anh Tấn có cây xoài. Cây xoài với cây khế tàu. Gà đá của Tấn Anh. Tấn Anh với Thái quay lại coi. Bao con ăn một chắp bày tươi ngon nấu. Nồi lần này, nồi lần này. Mày quay bia một lốt. À, bên vài tới một đống luôn rồi. Gà đá có tiếng Anh đây, mẹ chồng bạc bạc hà. Ủa cầm cái bọc cái ăn đi theo luôn. Giới thiệu lóc ngon đến 2 triệu nữa nè, tới như. Ờ giới thiệu đi, bán gà 20 triệu gì đó. 2 triệu ít quá, mình bán 20 triệu lại đi. Nè. Đâu coi đầy bàn coi, đầy bàn. Trời ơi, cây khế tàu ít trái luôn rồi nè. Ừ. Bông nhãn thọ. Hoa nhãn thọ lộn. Nè. Cây khế tàu hết trái rồi. Mùa mưa có trái thêm nè. Chuẩn bị ra trái nè, có bông rồi nè. Bông nhóc rồi nè. Bông này là trái đó. Bông rồi nè. Là ra bông rồi là ra trái nè. Đây. Cây cái này kêu cây gì quên mất tiêu rồi. Cái này cây linh lăng. Đó là bụi mía. Ồ. Mua đi ngủ có 7.000 nha. Mua đâu? U xin không. Tại mua B1 đi. Lội vòng vòng su su ơi, lội vòng vòng lội. Mẹ lội giờ mẹ xin không nè su. Chết rồi su. Rồi ăn bánh mì dưới đất vậy. Để dưới đất dưới hết rồi.
Gà đá kìa. Chà đồ của cha nè. Có gà đồ. Đực quá. Nè gà đồ nè. Bắt gà đồ đi. Gà đồ gì chạy tê le hết chứ. Ủa còn trong đây con nữa. Xi mỏng. Gà xi mỏng đây. Ủa, ở trong nó tối quá. Ở đây nè con. Tối quá giờ. Mấy gì sáng rồi. Đó, đó, đi vòng vòng rồi đó, đó. Đó, còn con ở đây nè. Bung tay ra nè. Không biết bung. Đây. Đó, hung dữ chưa cái mặt kìa. Nực quá trời nực kìa. Nực quá. Nguyên bạc hà có mít nữa kìa. Mít kìa. Cái mít trái nhóc. Mà còn ở đó chứ không ở đây.